Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa sốt 7. Số 34. Thư trả lời cư sĩ Tạ Dục Hoài. Năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Hôm qua nhận được thư ông Phan Trọng Thanh, nói ông và mẹ cùng em gái đều muốn quy y. Đã phát tâm quy y thì hãy nên sốt sắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại do mẹ ông tuổi cao nên tích cực khuyên cụ buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật. Như tới lúc lâm chung, chớ nên làm theo cách làm của thế tục, nên đọc kỹ sức chung tân lương, hòng khỏi đến nỗi làm hỏng đại sự vãng sanh của cụ. Ông và cô em gái cũng nên lấy chuyện vãng sanh Tây Phương làm trọng, đừng chỉ cầu phước lạc hiện đời và phước báo đời sau. Nay đặt pháp danh cho mẹ ông là Huệ Kính, đã kính lại thêm huệ thì có thể mau đoạn được phàm tình. Phàm tình chẳng giấy thì chánh niệm dễ dàng, chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng huệ để tưới tắm, thì ý niệm trần tục tiêu diệt, chánh niệm thanh tịnh. Đặt pháp danh cho em gái ông là Huệ Hinh, ngụ ý tâm giữ chánh niệm thơm sạch, vi diệu như hoa sen, nên đọc kỹ Gia Ngôn Lục thì phương pháp tu trì và giáo huấn con cái cùng đạo lý giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận sẽ tự hiểu rõ. Sách Sức Chung Tân Lương nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung. Lời tựa cho Đạt Sanh Thiên nêu rõ chuyện niệm Quán Thế Âm khi sanh nở. Đạt Sanh Thiên là một thiên sách nói về cách đoạn dục để dưỡng thai do cư sĩ Cức Trai biên soạn. Xin xem chi tiết trong lời tựa tái bản hai thiên sách Đạt Sanh và Phước Ấu, được đánh số 37 trong phần tự của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Do hai chuyện sanh và tử là chuyện lớn nhất trong đời người, nhưng nỗi khổ sanh nở quả thật là nỗi khổ lớn nhất của nữ nhân. Trước kia Quang chẳng nói đến chuyện này, sau này do biết chuyện khó sanh rất đáng thương nên đề xướng rộng rãi. Lúc sanh nở phải niệm ra tiếng, nếu niệm thầm trong tâm chẳng những sức yếu khó thể cảm thông, mà còn sợ rằng có thể vì gắng sức mà đến nỗi bị tổn thương. Phàm những ai tuân theo mà niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Nguyện các vị dạy hàng nữ nhân thường ngày niệm Phật sẽ tự không bị nỗi khổ ấy. Dẫu là người chẳng niệm nhưng lúc đang sanh nở chịu niệm thì cũng liền thấy hiệu nghiệm lạ lùng. Lúc ấy
chỉ nên chí thành, chứ đừng vì lõa lồ bất tịnh mà ngại ngần. Cũng chớ nên nghi bị tội mà chẳng dám niệm, thì cả mẹ lẫn con đều hưởng lợi ích không gì lớn hơn. Số 35. Thư gửi cư sĩ Quách Vũ Tam, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Ngôi vị thành hoàng chính là do người thông minh chánh trực trong cõi đời đảm nhiệm. Theo nghĩa gốc, thành hoàng là một vị thần có nhiệm vụ bảo vệ một thành trì, về sau được hiểu là một vị thần trưởng quản cõi âm lẫn cõi dương của một vùng. Dưới vị thần này có nhiều viên công sai chuyên ghi chép những chuyện thiện ác, họa phước của người dân địa phương để trình tấu thiên đình. Thành hoàng có nguồn gốc từ thần Thủy Dung thời cổ. Thoạt đầu, thành hoàng chỉ được thờ trên một nền đất đắp, sau phát triển thành miếu thờ tráng lệ, trang nghiêm. Phong tục thờ thành hoàng thịnh hành nhất ở Hoa Lục, Đài Loan và Tân Gia Ba. Luận theo Phật Pháp thì họ vẫn thuộc trong số những kẻ bị đọa lạc, nhưng nhìn theo thế tục họ đã rất phi thường rồi. Ông buồn vì nghĩ thành hoàng chẳng được kể tên vào tế điển là điều bất hạnh ư? Tế điển là sách ghi tên các vị thần được triều đình công nhận và quy định cúng tế hàng năm. Hết thầy thánh hiền đạo đức đều bị gã cuồng kia phế bỏ, lẽ nào thánh hiền đều trở thành kẻ khốn cùng không nơi nương tựa hay sao? Cha ông bẩm tánh rất thật thà, e rằng vẫn chưa hiểu sâu xa nguyên do của pháp niệm Phật. Nếu biết sâu xa, ắt sẽ chẳng đến nỗi có chuyện trở thành thành hoàng. Nếu cụ là thành hoàng thì há lẽ nào vì bị kẻ cuồng trong đời phế bỏ mà do đó không có chức vị, trách nhiệm của thành hoàng nữa hay sao? Thành hoàng có lớn, có nhỏ, giống như các quan địa phương ở tỉnh, phủ, huyện. Do họ hưởng huyết thực, nắm quyền thưởng phạt, nên người biết Phật Pháp quyết chẳng chịu làm. Huyết thực, theo lệ xưa, các vị thần thường được cúng bằng heo bò làm thịt để nguyên con chưa nấu nướng dâng lên tế. Hiểu theo nghĩa rộng, do thần thánh thường được cúng tế bằng động vật nên gọi là hưởng của huyết thực. Nếu huệ lực sâu thì còn có thể tiến tu, nếu huệ lực cạn
thì chẳng phải là điều tốt lành cho lắm, vì phàm phu chọn đủ hoặc nghiệp, do tâm sân khỏe nặng nề nên chẳng thể gọi là chuyện tốt đẹp được. Nếu ông có thể chí tâm niệm Phật, hồi hướng cho cha, khiến cho cụ chưa nhận chức thành hoàng, liền sanh về Tây Phương. Còn nếu đã nhận chức thành hoàng, thì khi mãn chức sẽ vãng sanh, đấy mới là thờ cha mẹ đến mức rốt ráo. Phải biết, vãng sanh Tây Phương còn vượt trỗi chư thiên cõi trời phi tưởng, bao nhiêu lần chẳng thể tính được. Huống gì là thành hoàng? Phi tưởng thiên gọi đầy đủ là phi tưởng xứ thiên, hay Nava Samyana Samyayatan, đôi khi còn dịch là vô tư tưởng diệt vô tư tưởng thiên, hữu tưởng vô tưởng chí thiên, hay phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên, là tầng trời cao nhất trong vô sắc giới. Tên tầng trời này được gọi theo môn thiền định của chư thiên trong tầng trời ấy. Định tâm của họ cực kỳ phi diệu, không còn có thô tưởng nữa nên gọi là phi tưởng, nhưng vẫn còn những tưởng vi tế nên gọi là phi tưởng. Do tầng trời này cao nhất trong tam giới nên đôi khi còn gọi là đảnh thiên. Hễ vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, còn thành hoàng chỉ là một chức vụ nắm quyền thưởng phạt trong quỷ thần đạo mà thôi, vẫn ở trong dục giới. Chức vụ đã mãn thì hoặc là được thăng chức, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào nhân gian, đều tùy theo nghiệp lực mà thọ các thứ quả báo cao hay thấp vậy. Cư sĩ Trần Phụ Ngô, năm Dân Quốc 20, 1931. Đời người khổ nhất là từ thuở bé không gặp được thầy lành bạn tốt, đến nỗi mặc tình buông lung, gây các ác nghiệp, như câu nói duy thánh vọng niệm tác cuồng giả, có nghĩa là tâm tánh về bản thể có thể làm bậc thánh, nhưng do không tu tịnh nên trở thành cuồng ngu. Nay ông đã biết 56 năm qua ba nghiệp thân, miệng, ý đều chẳng thanh tịnh, nhưng ý nghiệp nặng nề hơn cả. Ấy là vì ý nghiệp làm chủ,
do ý nghiệp dấy lên, cái niệm thiện hay ác nên thân miệng, bèn nói những lời thiện ác và làm những chuyện thiện ác. Nay đã biết khổ, biết thẹn, muốn quy y Phật Pháp để làm căn cứ cho tiền đồ tu trì, thì cố nhiên phải nên tích cực giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh lòng tin, phát nguyện niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ bèn có thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Có câu: duy cuồng khắc niệm tác thánh giả, cuồng mà chế ngự được ý niệm bèn thành thánh. Thành cuồng hay thành thánh chỉ do đánh mất ý niệm hay chế ngự được ý niệm mà thôi. Từ nay trở đi, hãy nên đau đáu tự gìn giữ. Phàm ý niệm bất hảo vừa dấy lên, liền sanh lòng hổ thẹn lớn lao, hệt như lõa lồ trước bao người đông đúc, hổ thẹn muốn chết. Lâu ngày như thế, thì ý niệm xấu sẽ tự nhiên chặn giấy. Ý nghiệp được tịnh, thì thân miệng cũng tịnh theo. Ba nghiệp thanh tịnh niệm danh hiệu Phật, công đức ấy càng rộng lớn chẳng thể diễn tả được. Nhưng ba nghiệp chưa tịnh thì càng phải hết sức chí thành niệm Phật để cầu được thanh tịnh. Chớ nên hiểu lầm, cho rằng ba nghiệp chẳng tịnh thì niệm Phật không có công đức chi cả. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh. Ngụ ý: dùng niệm Phật để đối trị ba nghiệp thân, miệng, ý cho được thanh tịnh, để mong nghiệp chướng hiện đời tiêu diệt, phước huệ tăng trưởng, lâm chung cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương hồng khôi phục chân như Phật tánh sẵn có. Đã hành như thế rồi, lại càng phải dùng điều này khuyên dạy hết thảy. Trong là quyến thuộc, ngoài là bạn bè. Công đức khuyên người khác sẽ thành tựu đạo nghiệp cho chính mình. Ông hãy nên gắng lên nhé. Số 37. Thư gửi cư sĩ Trần Ngạn Thanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Gần đây, chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi. Tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông. Hãy nên đem chuyện nhà
truyền tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì. Ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non, đều coi như bạn đạo. Tròn chẳng nghĩ như vợ chồng, dạy họ hàng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí lực suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con, dâu, cháu, hễ rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không, nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhằm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh, yên vui. Những lời này chính là lời chí lý, chí tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Số 38. Thư trả lời cư sĩ Vương Thận Trai, năm Dân Quốc 20, 1931. Chồng bà triệu lãnh cô bỏ vợ mê gái làng chơi. Luận theo tình cảm thế gian thì số mạng lãnh cô mỏng manh bất hạnh,
còn luận theo Phật Pháp thì thật là may mắn lớn. Nếu chồng chẳng ruồng rẫy thì tình ái vợ chồng, con cái ràng buộc, suốt ngày bận bịu, càng khó niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nay do chồng bỏ mà được chuyên tâm niệm Phật, để đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Lợi ích ấy hoàn toàn do bị chồng bỏ. Hãy răn nhắc bà ta đừng sanh lòng oán hận, mà hãy nên sanh lòng cảm kích. Lại nên đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho chồng, khiến cho ông ta mau thoát khỏi nẻo mê, mau tìm lối giác. Có lòng dạ như vậy thì hai lòng yêu ghét đều chẳng thể sanh. Niệm Phật càng được hiệu quả lớn lao. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Huệ Băng, ngụ ý nên giữ tấm lòng như băng thanh khiết, trọn không bị trần lụy. Hãy nên đem những pháp luyện đang vận khí trước kia hoàn toàn vứt bỏ đi hết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này. Đối với pháp niệm Phật, nếu bà ta đọc được sách thì nên bảo xem Gia Ngôn Luật và những sách dễ hiểu, gần gũi. Nếu không, hãy giảng đại lược cho bà ta. Hiện tại, vận nước nguy ngập, thiên tai, nhân họa liên tiếp giáng xuống. Hãy nên khiến cho hết thảy mọi người cùng niệm Phật hiệu và niệm danh hiệu Quán Thế Âm để làm kế dự phòng. Thư trả lời cư sĩ Hùng Huệ Dực, năm Dân Quốc 20, 1931. Sách lễ ký chép: nghĩ nhân tất ư kỳ luân, nếu là con người ắt phải trọn luân thường, huống gì là bậc thánh nhân Trung Quốc tái lai ư? Kiểu ăn nói ấy sau này chớ nên sử dụng nữa. Hễ dùng đến thì đôi bên đều bị lỗi, ông phải cẩn thận. Cha mẹ ông tuổi đã cao, đúng là lúc nên mềm mỏng khuyên họ ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Đã biết đến pháp môn này, nỡ nào để cha mẹ ta chẳng được hưởng lợi ích hay sao? Hãy nên làm cho anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, họ hàng, bạn bè và hết thảy những người quen biết cùng tu tịnh nghiệp. Đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ ông,
chắc chắn họ có thể cao đăng chính phẩm. Ông muốn quy y, nhưng ở chỗ ký tên, Tuyệt chẳng thấy một chữ nào nhún mình. Chiếu theo lý, Quyết chẳng thể chấp nhận, bởi chấp thuận sẽ tạo thành cái tội mạn pháp, khinh thường pháp cho cả đôi bên. Phải biết, quy y giống như bái sư trong thế gian. Thế gian bái sư há chỉ nói, cẩn khải, kính xin là xong ư? Xưa kia, Thanh Thế Tổ gửi thư cho môn nhân của Ngọc Lâm Quốc Sư là Lữ Khê, Hành Xâm, còn ghi Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Hành Si tức pháp danh của Thế Tổ. Hành Xâm 1614 đến 1677 là cao tăng thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, người huyện Bát La, Quảng Đông, hiệu là Lữ Khê, biệt hiệu là Từ Ông. Mẹ ngài sắp đến ngày sanh, nằm mộng thấy ánh sáng trắng chiếu vào bụng, tỉnh dậy bèn sanh ra ngài. Sư dáng mạo hùng vĩ, tuấn tú, năm 7 tuổi bị bệnh, đang nằm dựa vào gối, chợt nghe tiếng trống liền nhận biết túc căn, bèn quyết chí xuất gia với ngài Tông Bảo, rồi tham học với ngài Tuyết Kiểu Viên Tín của Tông Văn Môn. Sau ngài yết kiến Phổ Tế Năng Nhân Quốc Sư Ngọc Lâm Thông Tú, được thấu hiểu tâm yếu, ngài Ngọc Lâm thường sai sư thay mặt mình thuyết pháp, tiếp dẫn hại chúng. Quốc sư còn phó chúc truyền thừa pháp hệ. Năm Thuận Trị 17, 1660, ngài Ngọc Lâm văn thánh chỉ vào kinh. Sư theo hầu, rất được vua Thuận Trị coi trọng, thậm chí xưng tùng sư là Đại Thông Phật. Vua nhiều lần tôn hạ chiếu phong tước hiệu, nhưng sư đều tìm cách khéo léo từ chối. Sau khi từ núi Ngũ Đài trở về, xin vua cho phép được ẩn cư tại Long Khê Am ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Vua bèn hạ chiếu biến Long Khê thành viên chiếu tự, ân sủng rất hậu. Năm Khang Hy 16, 1677, sư thị tịch tại chùa Hoa Nghiêm thuộc Ngô Sơn, thọ 64 tuổi. Năm Ung Chánh 11, năm 1733, hoàng đế lại sắc phong cho sư thụy hiệu Minh Đạo Chánh Giác Thiền Sư. Những câu nói của sư được thâu thập vào Ngự Tuyển Ngữ Lục quyển thứ 11. Quyển này về sau được lưu hành riêng trong cõi đời với tên gọi Lữ Khê Xâm Thiền Sư Ngữ Lục. Ông ta là hoàng đế gửi thư cho đồng môn mà còn như thế đấy. Ông muốn quy y mà chỉ nói cẩn khải với vị thầy mà ông tính quy y thì thất lễ đến cùng cực. Đi đường hỏi lối còn phải chắp tay hoặc vái chào, huống chi muốn nhờ vào chuyện quy y này để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, mà chỉ cẩn khải rồi thôi, há có được ư? Người thật sự tin tưởng Phật Pháp thấy hết thảy các vị tăng còn kính lễ, huống gì đối với vị thầy quy y ban đầu ư? Nếu đích thân đến quy y, phải dập đầu mấy chục lượt, quỳ hơn một tiếng đồng hồ,
dẫu nói dễ dãi, không thân tòa, thì cũng phải dập đầu mười mấy lượt. Thân tòa ở đây có nghĩa là vị pháp sư truyền giới lên tòa, trước hết dạy người muốn quy y sám hối, phát nguyện quy y Tam Bảo, đảnh lễ cầu giới, phát nguyện thọ giới. Nhưng xem thư ông, lời lẽ khá kiên thành nên bỏ qua, nhưng vẫn phải nói rõ cho ông, chứ không phải mong được ông cung kính, mà là muốn cho ông biết Phật Pháp tôn quý, ngõ hầu ông tự được lợi ích thật sự, tượng Đức Phật bằng đất nặng, gỗ khắc. Nếu cung kính như Đức Phật thật, thì liền có thể siêu phàm nhập thánh. Nếu coi là đất gỗ y như cũ, thì tội ấy chẳng kham nói được. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, nên hướng đến sự cung kính mà cầu. Ông có thể hành theo đây thì lợi ích ấy chỉ có Đức Phật biết được. Nay đặt cho ông pháp danh là Huệ Dực, nghĩa là vốn sẵn Phật tánh, nhưng không có huệ sẽ không sao biết được. Dực có nghĩa là giúp đỡ. Nếu thường dùng trí huệ để giúp sức thì sẽ dần dần đoạn được phiền não, dần dần hiển hiện được Phật tánh. Nhưng muốn đoạn, muốn hiển, chỉ có một pháp niệm Phật là thẳng chóng nhất. Nên đọc kỹ Gia Ngôn Lục, Văn Sao vân vân, thì sẽ tự biết được cách tu trì. Phải biết, muốn học Phật thì trước hết phải bắt đầu từ giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu việc làm, tâm tư trái nghịch với Phật, dẫu suốt ngày niệm Phật, lợi ích rất nhỏ, như gieo hạt lúa tốt nơi đất cát mặn, khó trúng mùa lớn. Nhưng thường niệm Phật sẽ trọn chẳng có nuối tiếc gì. Cõi đời hiện thời nguy hiểm tột bậc, nếu chí tâm thường niệm Phật hiệu và niệm kèm thánh hiệu Quán Âm, thảy đều gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành mây. Chiều lắng lòng đọc Văn Sao vân vân thì cũng có thể hiểu đạo tu trì một cách đầy đủ vậy. Số 40. Thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố, năm Dân Quốc 20, 1931.
chú đại bi nếu khẩn thiết. Chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc, thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đoạt mất chí hướng vãng sanh trong đời này, để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này, nói dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy, bản thân ông chắc chắn thật sự làm được. Sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm làm thánh, bột chợp, lầm lạc, khoe khoang rộng tuếch, phần nhiều phạm phải căn bệnh này, chẳng thể không biết. Bế quan tu hành tuy tốt, nhưng tại gia cố nhiên nên tùy duyên tùy phận. Tự hành dạy người là hợp với căn cơ nhất. Cần gì coi trọng bế quan? Nếu vướng bận gia đình mà cứ cưỡng muốn bế quan, sẽ đâm ra trở thành chướng ngại. Nếu nói ban sẵn thứ quý báu, bí mật, tức là chẳng biết pháp môn tịnh độ trọn chẳng có gì là bí mật. Nếu có bí mật truyền miệng, trao ngầm bằng tâm, càng lòng thành, tận lòng kính, chính là bí pháp vô thượng để học Phật. Hãy nên nói với mọi người, chẳng nỗ lực nơi pháp này, chính là bỏ gốc theo ngọn vậy. Liền thành tà ma, ngoại đạo, chẳng phải là con Phật. Mật tông thì có bí truyền, nhưng chẳng thẳng, chống, ổn thỏa, thích đáng bằng tịnh độ. Ông chớ lấy những lời lẽ lớn lối, thành Phật ngay nơi thân này, làm điều tự mong, mà phải cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu muốn thành Phật ngay nơi thân này, sợ rằng Phật chẳng thể thành, mà cũng chẳng được vãng sanh. Đôi đằng đều thành không, đáng lo lắm. Châu Hoa Lệ, Hoa Tùng đã dốc sức tu tịnh nghiệp, đấy là trước đã có thiền căn tịnh độ. Nay đặt pháp danh cho hai người ấy, Hoa Lệ pháp danh là Huệ Vinh, Hoa Tùng pháp danh là Huệ Trinh. Trí huệ sáng rạng thì có thể tự lợi lợi tha, trí huệ kiên trinh thì chắc là chẳng đến nỗi bị những tư tưởng khác lạ dời đồng. Người thông minh trong thế gian phần nhiều chẳng tự lượng, coi pháp môn tịnh độ là lười nhác. Muốn nương theo các pháp môn thâm diệu cậy vào tự lực không được lợi ích lớn lao, rốt cuộc chỉ biết giáo nghĩa, chưa thể tâm đắc. Dẫu có tâm đắc, cũng chẳng thể thực hiện trọn khắp. Bỏ dễ cầu khó, biến khéo thành vụng. Người thông minh 10 kẻ, hết 9 phạm phải tâm bệnh này, chẳng bị xoay chuyển bởi những thứ tri kiến ấy, lại còn giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, chính là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể liễu sanh thoát tử trong đời này. Xin đem lời này đưa cho họ xem.
số 41, thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông đã thọ giới, đã có văn sao, Gia Ngôn Lục, hãy nương theo đó tu trì mới hồng khỏi phụ bạc cuộc đời này. Cần gì phải hỏi đạo nơi minh sư chi nữa? Phải biết, Phật Pháp ví như biển cả, ai có thể một bước đạp đến tận đáy, một miệng hút sạch được. Chỉ nương theo tín nguyện hạnh trong pháp môn niệm Phật thì chắc chắn sẽ có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Pháp này chính là vô thượng đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy dù phàm hay thánh. Nếu chẳng chuyên tu pháp này mà muốn liễu sanh tử bằng các pháp môn như thiền, hay giáo, hay mật, hay luật, đừng nói là đời này chẳng được liễu thoát. Thật sợ rằng ngàn đời vạn kiếp vẫn khó liễu thoát. Do các pháp môn ấy đều phải đoạn hết sạch phiền não thì mới có phần được liễu sanh tử. Ông nói, gửi thư qua lại hồng được chỉ dạy rõ ràng con đường chánh cho hết thảy chuyện tu hành. Thì văn sao, Gia Ngôn Lục há chẳng phải đã chỉ ra con đường rồi ư? Chỉ cần nương theo đó mà tu là được rồi. Cần gì phải dùng thư từ để chỉ đi dạy lại nữa? Các sách như văn sao vân vân, ông còn chẳng y theo, làm sao có thể dùng thư từ để hỏi lại, nói lại được? Hóa ra ông chỉ chịu nương theo lời nói ít ỏi nhất. Nếu ông y theo văn sao tu hành, đảm bảo vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu ngoài pháp này ra mà muốn đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử thật sự, dù có mơ, cũng mơ chẳng được. Ông chịu tuân theo lời tôi tức là chẳng khác gì quy y. Cũng không cần phải đặt pháp danh mới là quy y vậy. Phàm nêu tên người trên do chẳng dám gọi thẳng tên họ người ta ra, nên mới nói là thượng X, hạ Y. Ông tự xưng pháp danh mà cũng nói là thượng thường hạ lạc, thì thành ra ăn nói nhảm nhí, tự cao tự đại, không thể không biết điều này. Quan đã già rồi, chẳng thể thường trả lời thư ông, chớ thường gửi thư đến nữa. Nếu muốn đọc kinh sách, nên thỉnh nơi Hoằng Hóa Xã.
Thư số 42, thư gửi cư sĩ La Thế Phương, năm Dân Quốc 20, 1931. Giữa tháng 8, Đại sư Liễu Nguyện từ Phước Châu đến, nói cư sĩ là con em nhà giàu có, tuổi chớm đôi mươi, chẳng bận lòng về thanh sắc, của cải, khá thích Phật Pháp, tiếc chưa gặp được bậc tri thức chân thật. Xin tôi gửi thư cũng như gửi cho ông tất cả những sách quan trọng đã được lưu thông, ngõ hầu ông hiểu được đường nẻo, quan bằng lòng. Rồi nghĩ người ta chưa từng viết thư cho mình gửi thư ngay cho người ta, chắc họ sẽ nghĩ mình tính dựa dẫm nên chưa gửi. Gần đây thầy ấy từ Thượng Hải đến, nói ông cho thầy ấy biết quan chưa gửi thư cho ông, lại còn xin quan gửi thư. Do vậy chẳng thể không viết thư cho ông. Người quy y ở Phước Châu có 30-40 vị, quan tuyệt đối chẳng vô cớ gửi thư cho họ, cũng chẳng quyên mộ họ làm công đức. Chỉ có La Khanh Đoan nhiều lần thỉnh sách là có gửi thư qua lại. Ngoài ra đều chỉ là do họ xin quy y, quan bèn gửi thư trả lời dặn dò mà thôi. Con người đức hạnh sung mãn, lập được sự nghiệp, đầu mối là do lúc thiếu niên có lập được chí hay không. Ông sanh trưởng trong nhà giàu có, nên hết lòng bỏ sạch tập khí, phú quý, thì mới có phần học đạo liễu sanh tử. Nếu không, thanh, sắc, của cải, bạn bè ăn nhậu, tà vậy thừa cơ chen vào. Tuy mong thành thánh, thành hiền, học Phật, học tổ, nhưng chẳng thể được. Muốn học Phật Pháp, trước hết phải tận hết chức trách, bổn phận của chính mình. Nếu không thể giữ vẹn luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, dù có học Phật Pháp cũng khó được lợi ích lớn lao, bởi tâm địa chưa được lương thiện vậy. Nếu làm được những điều như vừa nói trên đây thì gọi là thiện nhân. Như nền tảng kiên cố, lầu cao vạn trượng, mặt lòng xây cất, chắc chắn chẳng bị sụp đổ. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, toan dùng tự lực để ngộ hiểu tâm tánh, đoạn sạch phiền hoặc, hồng liễu sanh tử, ngàn người chưa được một. Hãy nên y theo pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Đấy là pháp môn, vạn người tu, vạn người đến, thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng nhất. Trước hết phải thấu hiểu được nguồn cội của pháp môn này, tâm hiểu cho rõ ràng. Nếu thừa sức, sẽ lại nghiên cứu hết thảy kinh luận. Các pháp môn đều có thể giúp cho pháp môn này. Nếu chưa hiểu rõ nguyên do của pháp môn này, lại tùy ý nghiên cứu các kinh luận khác và thân cận tri thức các tông để làm bậc đại thông gia và gieo thiện căn cho đời vị lai, thì quả thật là có như thế. Nhưng muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, sợ rằng có mộng
cũng mong chẳng được. Quan một mực nói thẳng, lòng dạ thẳng tuột, mong sao có ích cho người, cũng chẳng sợ người khác nói tôi vô tri vô thức, chỉ biết niệm Phật. Vì thế với kẻ hữu duyên đều bảo họ như vậy. Tuy không quen biết ông, nhưng do thầy liễu nguyện đôi ba lượt cầu xin, nên cũng nói với ông như vậy. Nay tôi bảo Hoằng Hóa Xã gửi cho ông những sách đã lưu thông mỗi thứ một bộ. Ông bằng lòng xem thì giữ lại để tự xem. Nếu không, đưa cho người có học vấn, biết cung kính xem thì cũng rất tốt. Chẳng ép ông phải xem. Nếu muốn thỉnh để tặng cho người khác thì cũng có thể tự thỉnh từ Hoằng Hóa Xã. Những sách do Hoằng Hóa Xã đã thỉnh từ bên ngoài, chỉ tính tiền giấy và tiền công thợ in, hết thảy chi phí khác đều chẳng tính vào đó. Nếu không biết, hãy hỏi Khanh Đoan sẽ tự biết rõ. Gần đây tai họa khôn lường, nếu có thể chí tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Mong đem những lời này nói với hết thảy mọi người thì lợi ích lớn lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ Bảo Quang Tự Đề Tử Như Hòa. Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện Dị Thử Công Đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Văn Giả, Tức Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.